Nam mô A Di Đà Phật. Một cầu răng sứ ba đơn vị hàm dưới của một bạn thiện nam nhân khoảng hai mươi mấy tuổi, gần 30, sau khi đã hoàn thành và chuẩn bị lắp lên miệng. Răng sứ thì có ba loại thông dụng nhất, chính là răng sứ sedum của ba sườn bằng hợp kim, sedum của ba răng sứ titan thì cao cấp hơn, sườn là bằng hợp kim titan, phóng xạ bị oxy hóa trong môi trường miệng. Và tốt nhất là răng sứ sukunya toàn sứ, sườn cũng bằng sứ và độ cứng rất là cao và có độ thấu quang như răng thật, cứng hơn răng thật. Chúc mọi người có nhiều sức khỏe, niềm vui, an lành, hạnh phúc trong cuộc sống. Nam mô A Di Đà Phật.